Tìm hiểu về Lục Thượng trong tập một phim Phượng Khấu. Vợ nhỏ Hồng Vân ganh tị vợ lớn Hồng Đào quản hai thượng quan trọng, xem xong tập một phim Phượng Khấu. Hãy cùng Sao Star tìm hiểu về khái niệm Lục Thượng, bao gồm Thượng Nghi, Thượng Thực từ thời triệu trị đổi làm Thượng Diên, Thượng Chân, Thượng Y, Thượng Phục và Thượng Khí Thượng Thẳng. Vào tối ngày 5 tháng 3 năm 2020, tập một phim Phượng Khấu chính thức ra mắt khán giả là phim cung đấu thuần Việt đầu tiên. Tác phẩm của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem trong tập đầu tiên, Miên Tông lên ngôi, lấy hiệu là thiệu trị. Điều đó đồng nghĩa các vợ và thiếp của ngài cũng sẽ dọn vào tử cấm thành sinh sống. Cũng từ đó, vợ lớn Nguyên Cơ Hiệu Nguyệt Hồng Đào và vợ nhỏ Chắc Cơ Phương Nhậm Hồng Vân đã có những màn đối đầu ghét nhau ra mặt. Điều này hứa hẹn cho những tranh đấu trốn hậu cung của thiệu trị Hoàng đế Thành Lộc ở những tập sau. Ở cuối tập 1, Phi Hiền, đã có buổi gặp mặt Hiệu Nguyệt Phương Nhậm, đoàn viên, để giao phó công việc của hậu cung, Phi Hiền phân bổ lục thượng cho các cung tần của Thiệu Trị Hoàng đế, theo đó, Nguyên Cơ Hiệu Nguyệt sẽ quản thượng Nghi, thượng Diên. Phương Nhậm nhận thượng Y, thượng Thẳng, còn hai thượng còn lại thượng Chân và thượng Phục sẽ do hai vị thị cơ đoàn viên và Tịnh Xuyên coi sóc. Ngay lúc ấy, Phương Nhậm tỏ vẻ bức xúc, cho rằng Phi Hiền đã quá thiên vị Hiệu Nguyệt khi giao cả hai thượng quan trọng nhất cho Nguyên Cơ và mong muốn để cho ngài ngự và đức bà chỉ dụ. Vậy, lục thượng là gì? Có vai trò vị trí quan trọng thế nào mà chắc cơ muốn tranh giành với nguyên cơ? Được biết, hệ thống nữ quan và cung nữ từ thời Nguyễn được gọi là lục thượng lưu sang, tương đồng quy chế thời Đường, người đứng đầu hệ thống này chính là các phi tần. Lục thượng bao gồm Thượng nghi, Thượng thực từ thời Triệu trị đổi làm Thượng diên, Thượng chân, Thượng y, Thượng phục và Thượng thẳng. Thượng nghi giữ nghi lễ, giấy tờ trong cung, trong đó chia ra các bậc quản lý bậc đầu gọi là trưởng nghi trưởng lễ bậc thứ gọi là tư hương tư trương bậc trung gọi là điển sự thượng diên giữ thức ăn chè trà hoa quả trong cung trong đó chia ra các bậc quản lý bậc đầu gọi là trưởng diên trưởng yến bậc thứ gọi là tư trà tư thiện bậc trung gọi là điển soạn điển giai thượng chân giữ trang sức châu ngọc trong cung trong đó chia ra các bậc quản lý bậc đầu gọi là trưởng châu trưởng ngọc bậc thứ gọi là tư kim tư ngân bậc trung gọi là điển mãn điển hoàn thượng y giữ mũ, giày áo, xiêm trong cung. Trong đó chia ra các bậc quản lý, bậc đầu gọi là trưởng bào, trưởng cừu, bậc thứ gọi là tư y, tư phi, bậc trung gọi là điển nhu, điển trần. Thượng phục giữ chăn, nệm, giường, màn trong cung. Trong đó chia ra các bậc quản lý, bậc đầu gọi là trưởng duy, trưởng vi, bậc thứ gọi là tư thường, tư đới, bậc trung gọi là điển khâm, điển nhục. Thượng thẳng thượng khí giữ đồ lạ, đồ chơi. Trong đó chia ra các bậc quản lý, bậc đầu gọi là trưởng chân, trưởng ngoạn. Bậc thứ gọi là tư thẳng, tư khí; bậc trung gọi là điển cẩm, điển thái. Có thể thấy, thượng nghi và thượng diên quả là những bộ phận quan trọng, khó trách. Vì sao phương nhậm lại ganh ghét khi hiệu nguyệt được giao trọng trách quản lý hai thượng này? Không chỉ vậy, thượng y và thượng thẳng lại không mấy xứng tầm với chắc cơ. Thậm chí còn kém tầm quan trọng hơn cả thượng chân. Tôi mới học lớp xóa mù chữ nên đọc không trôi chảy, mong quý vị thông cảm. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại